khôn ngoan cỡ mấy cũng phải học 5 cách ứng xử này. Kính chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, các cụ xưa đã đúc kết rằng sống ở đời, con người ta đạt đến 40 tuổi thì trí óc đã chín chắn, không còn nghi hoặc, dao động. 50 tuổi thì đã biết rõ sứ mệnh của cuộc đời mình cũng như mọi thứ xung quanh. Đến 60 tuổi thì đã phán đoán được vạn sự. Thế nhưng, người xưa cũng có câu nói là kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Con người kinh nghiệm tích lũy hàng chục năm, trải qua bao thăng trầm biến động, tưởng như vô cùng vững chãi. Thế nhưng, đến độ tuổi xế chiều, vẫn có thể mắc sai lầm bất cứ lúc nào. 1 giờ thiêu cũng làm đủ cho 3 năm kiếm củi kia trở thành công cốc. Vậy nên, dù có là gì đi nữa, tuổi già vẫn phải khắc cốt ghi tâm 5 cách ứng xử sau. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé! Thứ nhất, khi có tiền. Ngày nay không ít người khi bước qua tuổi trung niên đã tích lũy cho mình tài sản đáng kể. Vì thế, khi về già, tiền bạc không cần phải lo lắng, chỉ cần tận hưởng vui chơi những tháng ngày nhàn rỗi sau hàng chục năm bươn chải bô ba. Để hiểu hơn về điều này, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện sau. Ông tôi, dưới gối ông kê luôn có một bọc tiền gói kỹ bằng bao ni lông. Cái bao gói hẳn lúc đầu màu trắng trong, qua nhiều năm ngả đục. Tôi đã nhìn thấy cái bọc gói đó duy nhất một lần lúc đánh gió cho ông. Cô tôi thi thoảng về chơi cho ông tiền, mắt ông sáng rỡ rỡ lên, tay chân khỏe khoắn ra. Cô cười bảo tiền như sâm ấy, tiếp thêm vào là ông khỏe re. Liền sau đó cô lại bảo, ông ơi, ông thích gì thì đưa tiền bảo chúng nó mua cho mà ăn, chứ mai mốt chết rồi răng ngậm toàn đất cát thôi. Chúng nó mà cô nói ở đây chính là cha mẹ tôi và mấy anh em tôi. Bà nội cũng có một cái bọc tiền đặt dưới gối. Cái sự cẩn thận của người già hóa ra cũng thật đơn giản, một kiểu đó thôi. Nhưng bà khác ông ở chỗ được bao nhiêu đem chia cho con cháu. Đứa nào khó khăn tới hỏi mượn, bà móc bao ra đếm luôn trước mặt cho biết để đừng nhòm ngó nữa. Mấy đứa cháu đi học xa, lâu lâu về ghé thăm bà, được bà cho tiền, thành ra đứa nào cũng thích về thăm bà, thích nói chuyện với bà hơn. Ngày Tết, nhiều người đến chơi, mừng tuổi cho bà và ông. Những đứa cháu nội đi làm có lương, tất nhiên cũng có bì mừng tuổi ông bà. Chúng tôi thấy ông có vẻ vui mừng hơn bà. Đứa đích tôn bảo vì tiền của bà đằng nào bà cũng cho chúng mình. Lúc mua xe máy hay khi cưới hỏi chẳng hạn, bà sẽ ban cho một ít, hoặc đám cưới bà sẽ cho một khâu vàng. Còn tiền của ông là ông cất kỹ lắm, thành ra ông vui hơn bà vì ông được giữ của. Tết là những ngày ông bà khỏe nhất trong năm vì ông vui như trẻ con. Bà nội hay chỉ trích ông chuyện keo kiệt, cứ thắc mắc không hiểu cái ông này cất tiền làm chi. Hồi xưa ông mà cẩn thận như vậy thì hay biết mấy. Bà kể trước năm 1975, ông phục vụ cho chính quyền miền Nam, lương rất cao nhưng ông đánh bạc và cho gái hết, có đem về được đồng nào cho bà đâu. Ông xác nhận điều này bằng một cái gật đầu nhẹ tênh. Khi bà lọm khọm đi qua giường ông và móm mém trách. Lạ, xưa ông thoáng rộng chừng nào, nay ông trái tính chừng đó. Có lần ông chống gậy ra cổng, tất nhiên trước khi đi ông đã nhét cục tiền vào túi áo. Ông bảo tao phải đi tìm mấy thằng con đòi tiền cái đã.
Tôi theo ông, phòng khi ông trượt gậy, phòng khi ông sơ suất mất cục tiền. Đi một vòng qua nhà mấy bác, ông chẳng đòi được đồng nào. Về đặt mình xuống giường, ông thở dài. Mất trắng rồi, chắc có ngày nó bán mình luôn để ăn mất. Ông có thể lẫn lộn chuyện này qua chuyện nọ, riêng chuyện các bác nợ ông thì ông nhớ rất dai. Tận 5 năm trước, bác cả có mượn 1,5 triệu để trả nợ tiền nhậu ở quán. Năm kia, bác ba mượn 2 triệu nộp phạt tội đánh bạc. Bác bốn mới mượn 1 triệu năm ngoái để xoa dịu cô gái nào đó bên quán hát. Vòi được tiền ông không dễ, nhưng đường cùng ông phải móc gói ra kèm một câu dặn: tao cho mượn, nhớ trả đấy. Suốt buổi chiều cái hôm đòi nợ không được, ông cứ cọ quậy chân sát vào chiếu. Mấy cái thằng đó mượn tiền đánh bạc ăn nhậu hú hí, chớ có làm chi cho vợ cho con đâu. Bà nội ở đầu giường kia được dịp đay nghiến: chúng nó giống ông hồi trước đó thôi. Tới đoạn này ông nguôi giận, mặt giãn ra, trông cũng đẹp lão. Chẳng phải vì ông xấu hổ với bà đâu, chỉ là ông cho rằng chắc ở đây có chút di truyền. Vì từng có lần hồi xưa, vừa đi học tập cải tạo sau giải phóng trở về, ông nội kêu tất cả 5 đứa con ra xếp hàng để ông xem mặt xem tướng. Đứa nào giống đứa nào, và cũng chẳng đứa nào giống người cha đang đứng xăm soi với cây roi tre trên tay. Lúc đó, bà nói tại ông về nhà như chơi du kích, chúng nó có nhìn được mặt cha đâu mà bảo phải giống. Nghe qua cũng có lý, cuối cùng ông quất mỗi đứa một roi, không một tiếng khóc kêu đau. Bà nói, lì giống cha nó. Vì mấy chữ này, chính xác chỉ vì một chữ trong đó thôi mà ông chấp nhận bỏ qua chuyện nghi ngờ. Thỉnh thoảng, bà thả chữ giống này rất khéo. Ví dụ có lần công an xã đến nhà nhắc nhở bác cả hay tụ tập chơi bài sóc đĩa. Ông nổi giận đùng đùng, chụp cái đòn gánh định rượt người con đầu. Nhưng nghe bà nói, giống ông đúc, là ông thả đòn gánh ngay. Hay có lần bên nhà bác bốn ồn ào, vợ ghen chồng đi hát karaoke đèn mờ. Ông nội ngồi bên này cười khúc khích bảo, vợ chồng lâu lâu cũng phải có chuyện chứ. Mấy bác gái ngồi xào nấu cúng dỗ thường dì tai nhau rằng, ông nội rất cưng mấy đứa con trai. Có lẽ vì cuộc chiến đã kéo ông đi quá lâu, tới tàn cuộc, ông vẫn phải tiếp mấy năm. Ông bỏ rơi những đứa con lúc ấu thơ, nên giờ phải thương chứ. Lúc ông mất, bọc tiền dưới gối đem ra lo được cái hậu sự rất chu đáo. Bà nội bảo ông cất tiền mừng tuổi chỉ để đợi đến ngày này thôi, vì ông sợ mấy đứa con không phải máu mủ, rất có thể sẽ bỏ rơi ông trong chuyến đi cuối cùng này. Như năm xưa, chiếc trực thăng hứa hẹn đưa ông đi nửa vòng trái đất đã bỏ ông ở lại. Người già sống ngắn nhưng lo rất xa. Quý vị ạ, người ta thường nói, già rồi cần tiền để làm gì, lúc chui xuống lỗ rồi có đem đi được đâu. Thế nhưng, thực tế, người già rất cần phải giữ tiền. Tuy không cần nhiều, nhưng phải có số lượng đáng kể. Tiền để làm gì? Không phải để ăn chơi tận hưởng cuộc sống. Vì nhiều khi, lúc ấy sức khỏe chả còn, giữ tiền là cách phòng thân. Không phải con cái nào cũng có hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Có tiền sẽ giúp người nhà chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân. Sống không phụ thuộc ai là cách sống sung sướng nhất. Giữ tiền còn giúp cho con cái coi trọng cha mẹ hơn. Lời ấy tuy phũ phàng, nhưng nó là tự thực. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể tháng ngày. Không thể đòi hỏi đứa con lúc nào cũng quan tâm phụng dưỡng được. Nhiều khi con cái chỉ trực chờ cha mẹ già để được xà xẻo mớ tài sản mà ông bà để lại. Giữ tiền không chia cũng là cách dạy cho con cháu cách trân quý sức lao động của thế hệ trước,
cũng như biết hòa thuận với nhau. Cái cuối cùng, quan trọng nhất chính là dùng tiền để lo cho con đường đến thế giới bên kia. Con cái chẳng có lẽ không lo được hậu sự cho cha mẹ lúc về già ư? Không phải như thế, nhưng hậu sự đòi hỏi tốn kém khá nhiều, chi cái này chi cái kia. Nếu như anh chị em trong nhà không thống nhất thì rất dễ xảy ra xung đột. Khi có tiền, người già có thể dùng nó để lo cho hậu sự chính mình, tránh cảnh con cháu sâu xé tị nạnh nhau khi bố mẹ chúng đã nằm xuống. Người già khi có tiền cũng cần phải sống một cách mực thước. Nhiều người khi trẻ quen tính khoe khoang, về già lại càng tự mãn khi có trong tay nhiều tiền. Điều này đôi khi dẫn đến tự phụ, coi thường anh em bạn bè, người thân thiết. Lại có người cậy mình có tiền, gia uy, đòi hỏi con cháu phải phụng dưỡng, chăm sóc từng ly từng tí, đem quyền thừa kế ra để đe dọa. Rốt cuộc, họ chỉ khiến những người trong gia đình trở nên mệt mỏi, chia rẽ và coi thường mà thôi. Cách ứng xử thứ hai, khi không có tiền. Cuộc đời không phải ai cũng may mắn có tiền để tự lo lắng cho mình. Vì một nguyên nhân nào đó, có thể là thời trẻ không tích lũy đủ hoặc một biến cố gì đó đẩy bạn vào khánh kiệt. Thế nên lúc xế chiều, khi tay chân đã run rẩy, dù không muốn vẫn phải lụy người khác, chủ yếu là phụ thuộc vào con cái. Vậy người già chúng ta phải làm sao khi không có tiền? Có một câu nói nghe xót xa, nhưng đó lại là sự thực. Người nghèo đừng tìm người thân, ngựa yếu đừng vào binh trại. Khi không có tiền, đừng giữ tâm lý trông chờ vào người thân hay là con cái, bởi rất có thể điều đó sẽ khiến quý vị thất vọng đấy. Người thân giúp đỡ được phần nào về tài chính là điều đáng quý, nhưng nếu không có cũng đừng quá trách cứ họ. Trong xã hội vẫn không có ít tổ chức từ thiện, các nơi cưu mang người già neo đơn cơ nhỡ. Chẳng may ta rơi vào trường hợp đó, vẫn có nơi nương tựa. Tại đó thường có các mạnh thường quân đóng góp về tiền bạc và công sức để chia sẻ bớt những khó khăn của những người kém may mắn. Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người sẽ chạy. Sống trên đời, phải luôn nhớ bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Đầu đã có hai thứ tóc, điều quan trọng nhất là sức khỏe. Điều thứ hai là để lại tiếng thơm cho đời sau. Của cải vật chất cuối cùng cũng rời bỏ ta khi sang thế giới bên kia. Chi bằng hãy sống chan hòa, bỏ vấn đề tiền bạc sang một bên mà vui vẻ cùng con cháu, anh em, bạn bè để hưởng cái thanh thản trong những năm cuối đời. Cũng là để lại những ký ức tươi đẹp và những bài học sâu sắc cho đời sau. Cách thứ ba, khi bạn đời mất. Khi bước qua tuổi thất thập cổ lai, thứ người ta sợ hãi nhất có lẽ là sự cô đơn. Vợ chồng, ông Dũng tận hưởng tuổi hưu được vài năm thì phải đón nhận một cú sốc lớn, bà bị ung thư di căn. Sau vài năm chạy chữa, bà đã nắm tay ông lần cuối rồi đi một chuyến thật xa. Thời trẻ, ông Dũng là một cán bộ làm cho nhà máy thủy điện Hòa Bình nổi tiếng. Ông luôn tự hào rằng trong suốt nhiều chục năm, kể cả sau khi về già, mình đã đóng góp công sức, cống hiến hết tài năng của bản thân cho một công trình lịch sử của đất nước. Nhưng chừng đó năm ông cống hiến là bấy nhiêu năm vợ ông một mình ở lại Hà Nội, nuôi ba đứa con, chăm cha mẹ già, lo tất tần tật công việc nội ngoại hai bên. Bà là một người con gái xinh đẹp, nết na, quen ông trong một lần ông đi công tác ở quê. Chàng trai kỹ sư trẻ đã phải lòng cô gái dịu dàng đảm đang. Chỉ một năm sau, ông hối cha mẹ mang chầu cao đến giảm ngõ và họ nhanh chóng trở thành vợ chồng. Nhưng đến khi về sống chung, bà mới biết được cái nghề của ông đi biển biệt. Ba lần sinh nở là ba lần bà phải vượt cạn một mình, không có chồng bên cạnh. Ông rất áy náy, nhưng biết làm sao được.
chỉ còn cách là thường xuyên biên thư về động viên vợ và gia đình. Ông hay đi xa, cả tháng mới về đôi lần. Lắm lúc bà Hờn có chồng cũng như không. Việc lớn việc nhỏ, chăm sóc dạy dỗ con cái đã đành. Thay cái bóng đèn, sửa cái xe, khiêng đồ nặng bà phải tự làm hết. Rồi đến khi có người còn gièm pha bảo là ông có vợ bé ở trên miền ngược. Bà biết, bà giận ông cả tháng trời không thèm trả lời thư, báo hại ông phải xin phép về 2 tuần để chứng minh cho sự trong sạch bà mới nguôi ngoai. Sau này ông xin được về Hà Nội để được gần gũi chăm sóc vợ con, bỏ mặc cơ hội thăng tiến trong công việc đang rực rỡ. Ông muốn bù đắp cho bà những tháng năm cô đơn tủi hờn. Nhưng thời gian ông bà bên nhau chẳng được bao lâu thì bà phát hiện bị ung thư di căn giai đoạn cuối. Ông Dũng không khóc bao giờ kể từ khi bà bị bệnh, cứ tận tụy bên bà nhiều nhất có thể. Khi bà mất đi, lo lắng công việc cho bà xong xuôi, ông mới thấy những trống vắng hiện lên rõ rệt. Trông chênh lắm, hụt hẫng lắm. 3 tháng sau khi bà mất, khi đi ngủ ông vẫn gọi trong vô thức: muộn rồi, đi ngủ thôi em. Ngoảnh lại chỉ có một mình. Quả thật, việc mất đi bạn đời, người tri âm tri kỷ là một cú sốc lớn, không dễ gì có thể vượt qua. Tuy nhiên, không vì thế mà ta trở nên tuyệt vọng. Ngược lại, ta cũng cần chia sẻ tích cực, giao tiếp, tham gia các hoạt động xã hội, các hội nhóm cao tuổi đồng niên, trí não và cơ thể hoạt động liên tục sẽ giúp cho tâm trí không quá ưu phiền về những mất mát. Cách thứ tư, khi con cái bất hiếu bỏ mặc. Cha mẹ dù có già đi, có mắt mờ tay run thì lúc nào cũng vẫn lo lắng theo dõi các con. Trong mắt cha mẹ, con cái dù đầu tóc đã đi nữa thì vẫn như những đứa trẻ. Nhưng trong mắt con cái, nhiều khi cha mẹ lại là những ông bà già lầm cầm, phiền phức. Đôi khi họ còn coi đó là gánh nặng. Nếu cha mẹ khỏe mạnh thì quả là phúc, nhưng chẳng may đau yếu triền miên, ngày đêm thuốc thang thì quả là mệt mỏi. Mà con cái có rất nhiều việc phải lo, đối nội đối ngoại. Con còn nhỏ, nay gồng gánh thêm ông bà già thì thực sự rất áp lực. Nhiều lúc, việc con cư xử thiếu lễ độ với cha mẹ cũng không phải là điều lạ. Tuy nhiên, người già cần nhất không phải là tiền bạc con cái đưa cho, mà chính là sự quan tâm ân cần, thường xuyên hỏi han. Có lẽ bi kịch nhất đối với họ là con cháu thờ ơ, thậm chí là cư xử bất hiếu, bỏ mặc. Có những đứa con thì không ngừng đào quét của cải của cha mẹ, sống ăn bám, thậm chí là bắt cả phụ mẫu phải gánh nợ nần cho mình. Những người già lâm vào hoàn cảnh ấy thì quả là cực kỳ bất hạnh. Thế nhưng, cuộc sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta buộc phải chấp nhận, nhưng không phải chấp nhận một cách tiêu cực, mà hãy suy nghĩ tích cực. Nếu con cái bất hiếu, không quan tâm, ta có thể tìm niềm vui ở những nơi khác. Đó có thể là hội phụ lão, hội người cao tuổi. Tại đó ta được giao lưu với những người đồng niên, có cùng suy nghĩ tâm tư, đôi khi cùng hoàn cảnh. Trò chuyện, sinh hoạt với họ sẽ giúp ta quên đi những ưu phiền tuổi già, mà cũng có người chia sẻ nỗi niềm. Bên cạnh đó, quý vị có thể đọc sách, nghiên cứu một thứ gì đó để trí não không phải nghĩ vẩn vơ về những điều không hay trong cuộc sống gia đình mình. Những người còn khỏe có thể làm công tác tình nguyện, thiện nguyện. Cảm giác vẫn còn có ích cho xã hội sẽ giúp cho người già luôn tràn đầy năng lượng tích cực, vừa tốt cho sức khỏe thể chất, vừa tốt cho sức khỏe tinh thần. Suy cho cùng, vì sao phải bận tâm đến những đứa con bất hiếu cơ chứ? Cách ứng xử thứ 5, khi đau ốm. Chẳng ai muốn bệnh cả, nhưng khi cơ thể lão hóa thì không thể tránh được. Trong đông y có quan niệm
là dù cho có bệnh gì thì cũng sẽ đi kèm với tâm bệnh. Diễn giải một cách dễ hiểu là khi con người ta thấy cơ thể không được khỏe khoắn thì ắt trí não cũng buồn phiền chán nản theo, ngày đêm lo lắng mong hồi sức để được sống một cách thoải mái hơn. Nói cách khác, muốn trị được tận gốc căn bệnh thì trước tiên phải trị được cái tâm bệnh. Tinh thần có lạc quan vui vẻ thì cơ thể tự nhiên có nguồn năng lượng tốt. Dù có bệnh nặng đến đâu, khả năng phục hồi cũng sẽ nhanh hơn. Chẳng lạ gì khi bên những người có nền tảng sức khỏe tốt, ta cảm nhận được sức sống dồi dào, hơi thở tráng kiện, tinh thần tích cực, suy nghĩ lạc quan. Dù họ có bước sang tuổi xế chiều thì vẫn chẳng thấy khi ốm đau bệnh tật. Vì vậy, việc của người già đó chính là đừng quá lo nghĩ, than thân trách phận mà hãy luôn suy nghĩ tích cực. Có như vậy thì bệnh tất khỏi, sức đề kháng vì thế mà cũng trở nên tốt hơn, tránh được nhiều bệnh tiềm ẩn trong tương lai. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Đời công nhân. 3 giờ sáng, xe chuyển bánh, một vệt sáng dài trượt ngang dãy phi lao trước mặt. Hàng cây gắn liền với tuổi thơ của chị, rồi cứ thế mất hút lẫn sau ánh mắt buồn rười rượi. Xe sọc sạch qua đường đất, thẳng tiến quốc lộ 1A. Mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tiếng bác tài nhắc nhở: ai có tiền vàng gì thì cất cho cẩn thận nhé. Quãng đường từ đây vào Nam cũng gần 3 ngày, cướp bóc ở trên đường nhiều lắm. Không có tiếng trả lời, mỗi người đều đã say giấc. Riêng mỗi mình chị ôm khư khư bọc quần áo. Biết đường vào Nam xa xôi, mông lung, nên thứ mang được duy nhất chỉ có 2 chỉ vàng. Chị giấu bên trong đôi tất, bên ngoài đi một đôi giày cũ kỹ. 2 chỉ vàng cứng ngọ nguậy dưới chân để chị luôn có cảm giác nó vẫn còn đó. Cuộc sống một người công nhân đến với chị bằng những ngày vào việc mệt mỏi, ốm nghén, nôn ói, đất khách quê người, cô đơn, bơ vơ giữa chốn thành thị, những ngón tay ngượng ngùng khi lần đầu tiên sờ vào chiếc máy may công nghiệp. Nó khác xa so với những gì chị tưởng tượng. Mỗi lần rơi chân ấn nhẹ bàn máy, nó vù một tiếng chạy xẹt qua, để lại một đường may cong cong, xiên xẹo. Lại lóng ngóng tháo chỉ, lại làm lại từ đầu. Một tuần vật lộn, cùng mớ bòng bong, toàn quần dài quần đùi trẻ em. Việc của chị chỉ là chạy thun cho những chiếc quần đó. Nhưng đường may chậm thụt, chị đã bao giờ được thử nghiệm những chiếc máy may công nghiệp này đâu. Chỉ cần sượt tay một cái, những chiếc kim to trực đâm vào tay, xuyên thấu đến chảy máu. Chưa kể đến việc gãy kim liên tục, truyền trưởng nhìn chị với ánh mắt hằn học: làm hết tuần này chưa chắc tiền lương đủ trả tiền kim đâu nhỉ. Tiếng máy may trong khu công nghiệp chạy sành sạch, những chị em công nhân cắm cúi không một tiếng hỏi han. Buổi trưa, khi mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau đi ăn cơm, thì chị tranh thủ ngồi lại gỡ nốt những đường chỉ cong vẹo. Gia tài sau những ngày tập tành làm công nhân, chị có một chiếc túi nhỏ xinh mê mình. Bên trong đựng 2 con suốt chạy chỉ và một chiếc kéo cắt chỉ, ngày nào cũng mang đi rồi lại mang về. Chiếc túi vải của mẹ ngày trước đựng 2 chỉ vàng. Chị rình mò cả tuần mới biết chỗ mẹ cất để làm lộ phí những ngày bước đầu làm công nhân của chị. Cuộc chạy trốn làng quê đầy tủi hổ. Một tháng vật lộn với những khó khăn, chiếc bụng đã bắt đầu nhô lên. Hàng đêm chị ôm gối khóc ướt sũng. Bao nhiêu chờ đợi, mỏi mòn, chị cũng chẳng mấy tin tức gì từ phía anh. Vậy mà trước lúc ra đi, anh hứa hẹn đủ điều. Bây giờ thì chị đang một mình vật lộn với những gian nan, thử thách. Nghĩ đến những ngày tháng cận kề ngày sinh, chị không khỏi đau xót. Cái giá phải trả cho sự nông nổi ngông cuồng của tuổi trẻ.
Ngày chị rời làng, anh cũng đã xuất khẩu lao động được mấy ngày. Anh bảo qua bên đó, cuộc sống ổn định, anh sẽ tìm cách đưa chị qua, rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống bên ấy. Quê mình nghèo, quanh năm bám mặt với ruộng đồng, biết bao giờ mới khá lên được. Mình phải đi ra ngoài, tiếp xúc với những nền công nghiệp hiện đại, học cách làm ăn của người ta. Khi đó mới mong thoát khỏi được lũy che làng. Những lời anh nói, chị nghe văng vẳng bên tai, nhưng nó cứ dần dần xa theo những gì anh mang đi xứ người. Mấy trăm triệu cha mẹ lo lót đường cho anh đi, bây giờ cũng chưa trả được đồng nào. Tới tháng, lời lãi réo gọi. Hai ông bà già, hai đứa cháu nhỏ, cha mẹ chúng cũng làm công nhân ở xa, mỗi tháng gửi tiền về cho ông bà nuôi chúng. Xa nhau biển biệt, ngày nào cũng chỉ nói chuyện qua loa được một lúc. Công việc cứ cuốn họ đi. Ngày đặt chân vào miền Nam, chị cũng tính tới tìm họ, xin một chỗ nương tựa trước mắt. Dù gì gia đình người ta cũng đã vào đây được mấy năm liền. Sau này đứa bé trong bụng cũng là chỗ anh em, trước sau trả nhận nhau. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Ngày chị tìm tới công ty của chị dâu anh, bà bĩu môi nhìn chị đầy nghi ngờ. Rồi ai đảm bảo đứa con trong bụng cô là của thằng Hoàng? Tự nhiên thấy người ta đi nước ngoài, tích đổ được là đổ à? Chị không nói thêm. Biết chuyện lỡ làng, chị đành nhắn người ta. Nếu vậy, nhớ gặp người làng, xin giữ kín chuyện dùm. Cuộc sống của những người công nhân cuốn chị đi. Sau những ngày vật lộn với công việc may chun quần cho trẻ em, một sáng chị được truyền trưởng gọi lên giao việc. Nay tay nghề của chị có vẻ cứng hơn, em đã đề nghị được chuyển chị lên bộ phận bắt sổ. Chị nên chú ý những sai sót cơ bản như hở mũi may, thiếu mũi, sai kỹ thuật. Chị nhận công việc trong lòng khấm khởi. Vậy là chị đã được công nhận là một công nhân chính thức trong công ty, ký kết hợp đồng rõ ràng và mức lương khởi điểm khi đó của chị là 4 triệu đồng. Đối với chị, lương chính là thu nhập duy nhất để chị có thể duy trì cuộc sống của mình và đứa con trong bụng. Ngày cầm trên tay tháng lương đầu tiên, hai chỉ vàng của mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Chị đưa chúng ra, ngắm nghía rồi lại cất vào, tự hứa sẽ có ngày trở về tạ tội cùng cha mẹ. Cuộc sống người công nhân đầy nghĩa tình. Khi chị lúng túng với công việc ban đầu thì may mắn chị gặp được một đồng hương. Hai người cùng quê nhưng khác huyện. Chị ấy bảo, nhà được mỗi đứa con, được 6 tháng ở cữ xong thì gửi nó về cho ông bà ngoại ngoài quê. Bao nhớ nhung cất gọn vào trong, chỉ biết làm và làm. Tới tháng lãnh lương gửi về cho ông bà mua sữa. Thế cha nó đâu? Mắt người đồng hương ngấn lệ. Đi làm thợ hồ, trượt giàn giáo, giờ nằm một chỗ kìa. Ông bà nội chăm đứa con trai thôi cũng cơ cực, nên con của chị gửi ông bà ngoại trông. Chị sờ xuống bụng mình, bất giác thở dài. Ít ra, chị vẫn còn may mắn hơn đồng hương của mình. Còn cha mẹ khỏe mạnh, mấy đứa em trong nhà cũng được ăn học đàng hoàng tử tế, nên chúng ra trường có công ăn việc làm ổn định. Lâu lâu cũng có chút chít gửi về cho cha mẹ, gọi là an dưỡng tuổi già. Chị vẫn nhớ như in câu nói của cha ngày nào. Lo học hành tử tế đi con ạ, mai mốt có cái nghề trong tay, rồi muốn làm gì thì làm. Không có nghề ngỗng gì, học xong cũng chỉ đi làm công nhân mà thôi. Lúc đó chị còn cãi cha. Công nhân cũng một nghề mà cha. Cha không nhớ hồi xưa mẹ con cũng là công nhân đó thôi. Làng quê mình, những ai không đủ điều kiện theo học đại học đều đi làm công nhân cả. Mặc dù xa quê một chút, nhưng bù lại lương thưởng hàng năm đều đặn, cũng gửi về cho cha mẹ ở quê cất nhà, phụ thêm trong gia đình nuôi các em đi học. Chị nhớ căn tập thể cũ của gia đình. Ở đó có những chiếc máy cày hỏng được đưa về sửa chữa. Hàng ngày, ngoài giờ đi học, mấy anh chị em trong khu tập thể
được trèo lên đó. Đứa tập lái, đứa đua đưa trong cabin, đứa nhặt nhạnh những cục sắt vụn về kiếm tiền mua sách vở đi học. Hồi đó nghèo lắm, ngày ăn ba bữa không đủ, mẹ làm công nhân còn kiêm thủ quỹ, chân chạy vặt trong công ty. Nhưng chưa tới tháng, lương đã ứng hết chi tiêu trong gia đình. Cha suốt ngày càm ràm. Công nhân khổ thế đấy, cứ theo cho cố làm gì, về nhà làm ruộng, nuôi mấy con trâu con bò, chả chốc mà khá. Cái sự khá của cha chẳng bao giờ có. Chị nhớ năm người ta chia ruộng, gia đình cha mẹ được gọi là cán bộ, có lương nên chẳng được chia. Số ruộng còn lại chia theo đầu người, nhà được ba đứa thì được ba sào. Lúa thời đó không năng suất, chưa tới tháng năm, mẹ đã phải mang bao tải đi vay lúa non về ăn. Cuộc sống thiếu trước hụt sau. Bụng ngày một to hơn. Khi chị đang chuẩn bị cho những ngày lót ổ thì điện thoại bên kia có tin tức của anh. Anh bảo công ty cho nghỉ không lương vì dịch bệnh. Bây giờ muốn về cũng chẳng về được. Hay tin chị có bầu, anh không buồn cũng chẳng vui. Không nói đến những dự tính của hai người, hồ hởi và phấn chấn như hồi đầu. Tâm trạng anh bế tắc, chị cũng không muốn làm anh suy nghĩ nhiều hơn, nên cuộc gọi cho nhau cứ thế thưa dần. Hai chân bắt đầu sưng và có dấu hiệu sắp sinh. Chị tới công ty uể oải nặng nề, những ánh mắt dò xét nghi ngại cứ xuyên vào tận tâm can chị. Mỗi ngày đi làm đối với chị giống như cực hình, nặng nề đặt chân lên bàn đạp, cúi đầu vào đường kim mũi chỉ cho qua ngày. May sao có đồng hương an ủi, lâu lâu chị cũng đỡ tủi thân. Ngày đứa con chào đời, hạt mưa nặng trĩu rớt trên mái nhà trọ cũ kỹ. Chị đau muốn ngất lịm đi. Hai tay bấu chặt lấy tấm nệm cũ kỹ, miệng thở dốc. Chị gắng sức bấm điện thoại, chị gọi đồng hương. Khi đưa được chị vào bệnh viện, bác sĩ vội vàng đẩy lên băng ca, chuẩn bị kíp mổ liền. Tiếng y tá chạy lịch dịch ngoài hành lang, rồi chị chìm vào hôn mê. Chẳng biết ai đã liên lạc với cha mẹ ở quê. Khi chị tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mọi người, mẹ đã ngồi ở đầu giường, nước mắt trực rơi. Sao khổ thế này con ơi, bụng mang dạ chửa, tới ngày tới tháng cũng không cho cha mẹ biết. Ngộ nhỡ mày có mệnh hệ gì thì nơi đất khách quê người cha mẹ biết làm sao hả con? Tiếng chị yếu ớt. Con của con đâu? Theo tay mẹ chị, một thằng bé bụ bẫm đang nằm trên tay của chị đồng hương. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười y hệt người thương của chị ngày nào. Tự nhiên nước mắt chị chảy ào ạt, nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Niềm vui của người được làm mẹ. 6 tháng gần gũi đứa con trôi đi trong nháy mắt. Có bà ngoại chăm sóc, nó bụ bẫm trông thấy. Nhưng cuối cùng chị đành nuốt nước mắt để đưa mẹ về quê chăm sóc. Cuộc sống của một công nhân, một người mẹ, một con không thể xoay vòng trong căn nhà trọ cũ kỹ. Nếu không đi làm, cũng chẳng biết xoay sở ở đâu để có tiền sữa tã cho con. Cộng thêm tiền sinh hoạt phí hàng tháng, tiền hòng trọ, ti tỷ thứ đổ dồn lên đầu. Mẹ chị bảo, hay là về quê đi con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cả nhà nương tựa nhau. Chị lắc đầu nguầy nguậy, chị không muốn trở về làng, về nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng cũng là nơi gây biết bao đau khổ cho chị. Cuộc sống người công nhân, sáng tỉnh dậy đi làm, tối trở về căn trọ. Tắm giặt xong xuôi, chị có thời gian điện thoại trò chuyện với con. Khi nào nó ngủ trước, chị lại lẳng lặng mang áo khoác, một chiếc nón rách và một bao tải nhỏ đi dọc đường nhặt ve chai. Một tuần chị nhập vựa một lần, cũng kiếm được một ít bổ sung vào tiền gửi cho con. Mỗi lần bất giác nhìn thấy một gia đình sum họp, những đứa con quây quần bên cha mẹ, chị lại không khỏi chạnh lòng. Chị mong thời gian trôi nhanh, thằng nhóc đủ tuổi đi học, chị sẽ đón nó vào, cho nó đi học gần chỗ chị làm.
Vậy là thuận tiện đưa đón, mẹ con cũng được ở gần nhau. Công nhân, mỗi người một phần. Trong công ty của chị, hầu hết phần đông là chị em gái. Sáng sớm, người có gia đình thì phải tất bật gửi con bên nội, bên ngoại, hay hối con dậy sớm cho con ăn sáng đi học để kịp giờ cho mẹ tới công ty làm. Những chị em ở xa, có xe đưa xe đón thì phải dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ ra đường lớn chờ xe đón. Con cái coi như phó mặc hết cho chồng. Những ngày bình thường, đến 5 rưỡi 6 giờ có mặt ở nhà để sum vầy bữa cơm. Nhiều đêm muộn mới được trở về. Tới nhà, lũ trẻ đã ngủ ngon lành. Sáng sớm khi chúng chưa dậy, mẹ đã đi làm. Một tuần chỉ được ngồi bên nhau đúng ngày chủ nhật, vậy nên cứ thấy xa cách đằng đẵng. Hôm rồi bên tổ hoàn thiện, có chị than ngắn thở dài: bây giờ đất ở quê lên giá, mới sáng ra đường đã thấy cỏ đất láng váng, ruộng đất giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu không có công ty xí nghiệp để chị em có công việc thường xuyên, chắc có nước cạp đất mà ăn thôi. Một chị thêm vào: thì đúng rồi, nhiều khi nghĩ làm công nhân cũng cực bộn phần, nào chồng nào con, không ai lo cửa nhà. Nhưng đến tháng lương thưởng đầy đủ, bảo hiểm bây giờ cũng được đóng, ít ra tới cái lúc chẳng nhìn được cái lỗ sâu kim thì cũng có đồng lương hưu ít ỏi. Mấy chị em nhìn nhau, nụ cười đọng trên khóe mắt, phảng phất những ưu tư. Công ty giảm bớt nhân lực do dịch bệnh, dự kiến đưa con trai vào đoàn tụ, bây giờ cũng tan biến. Một tháng, chị được công ty giải quyết cho nghỉ tạm thời. Chị xoay vần trong căn phòng trọ chật hẹp bức bối. Bao nhiêu tiền tiết kiệm được đều gửi về cho cha mẹ nuôi con. Chỉ còn lại một ít, chị ráng giữ cầm cự qua ngày, cầu trời cho mình không bị dính COVID. Lại nhớ lời cha: ở công ty khổ quá thì về con ơi, cha mẹ sẵn sàng đón con trở về. Nhớ đến những lời của cha, nước mắt ẩn ẩn. Mỗi buổi sáng, nhìn những người bạn trong công ty, gia đình trong khu trọ của mình lũ lượt về quê, lòng chị không thôi xót xa. Sáng nay bên đội tình nguyện thành phố đặt trước cửa nhà một phần rau cải củ, một bọc nhỏ gạo. Chị dở túi thực phẩm, bên trong còn có một miếng thịt gà nhỏ, một túm lá chanh. Mùi lá chanh ngai ngái, đúng chuẩn mùi lá chanh miền ngoài. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ nguyên sơ thủa còn ở quê nhà cứ thế dồn dập. Hay mình về quê thật, chuyến này chẳng biết bao giờ trở lại. Chị buồn rầu ngồi co ro bên bậu cửa, dịch giã thế này cũng không dám ra đường nhặt ve chai nữa. Thôi thì tạm thời cứ ở lại, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mình làm công nhân mà, đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn từ khi bước chân vào thành phố này. Bây giờ vướng víu một chút, chắc rồi sẽ qua thôi. Mọi người lũ lượt xin nhận tiền trợ cấp, lãnh bảo hiểm xã hội một lần để về quê sinh sống. Chị vẫn còn một niềm tin nhỏ nhoi, trụ lại được ngày nào hay ngày đó. Nhớ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, chị cũng từng nghe câu: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương. Chị cảm nhận tình yêu thành phố này lớn dần lên trong tim mình. Dẫu chỉ là một công nhân nhỏ bé, sáng đi làm, tối tan ca. Thành có tháng lương mới dám mua một chút đồ ăn bổ, hay lang thang thành phố ghé một quán ven đường, chọn món mình yêu thích mua về cùng anh em xóm trọ chung vui. Một dãy nhà trọ dài dằng dặc, kín hết một màu áo xanh nhạt. Cuộc sống của những người công nhân xa quê, nhưng bù lại chị cảm thấy yên ổn, bình an. Những ngày thành phố oằn mình chống dịch, chị thấy mình lẻ loi cô đơn. Tiếng xe cứu thương hú inh ỏi, thỉnh thoảng quanh hẻm xuất hiện màu trắng khăn tang, khung cảnh điều hưu bao trùm. Công ty kêu gọi mọi người trở lại trực tiếp sản xuất ngay tại công ty. Chị xếp gọn đồ đạc, gói ghém ba lô xin vào công ty làm việc.
một vài lãnh đạo đứng ra kêu gọi công nhân ở lại giúp cho công ty giai đoạn này. Mấy anh trực máy cười hề hà. Ba cái lúc này thấy công nhân mình có giá trị ha. Bên kia gọi về, giọng anh hồ hởi. Tình hình bên Việt Nam ổn không em? Bên này tạm ổn, anh đi làm lại rồi, cũng gửi tiền về cho cha mẹ ở quê, trả bớt tiền nợ rồi. Chị ngạc nhiên. Anh vẫn còn nhớ là còn em hả? Nhớ chứ, em lòng công nhân ở thành phố, còn chúng mình đang gửi ông bà ngoại. Rồi mai mốt ổn định, anh phải về cưới cả châu lẫn nghé. Cúp máy, chị lại cặm cụi vào công việc của mình. Tiếng máy may chạy đều đều, đôi chân nhịp nhàng đưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.